Chú năm nay nó 58. Năm cuối của 35 chứ còn năm mới năm sau còn có. Năm này 53 đi tiếp. Năm cuối là nó chắc không còn. Bảo này luôn. Vì tháo bộ cái mình mấy video ngay. Dài răng giếm nhéo này. Đâu Tết. Tao thấy Tết được tiêu nhiều phết. Tao Tao thấy kiểm tra tiền nó thấy đủ tiền đấy. Tết là cũng tổng tiền cũng là tổng tiền được mà. Cổ đô với tất cả. Đấy nhá. Con thằng kia cầm tiền để không chụp phát. Chụp phát in thôi.